Rồi, hello, xin chào anh em nha. Hôm nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là lồng sổ trái đến từ thương hiệu ICS nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là lồng kiến trái 68 dành cho Exeter 135-150 nha anh em. Đó. Thì full bộ sản phẩm này lồng ICS thì anh em biết rồi, chất lượng như thế nào. Cực kỳ tốt. Trong tầm giá là phân khúc là ai cũng có thể tiếp cận được. Thì giá cho bộ lồng kiến ICS trái 68 chân 32 này shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán với giá là 3 triệu một bộ, sẽ bao gồm là vỏ lồng kiến 68 ICS, trái nén đầu cao 68 ICS nha anh em. Trái nén đầu cao ICS 68. Ron chân lồng, ron bilat, bạc, ắc và phe. Giá là 3 triệu một bộ. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332. Thì mình cam kết với anh em đây là hàng chính phẩm được phân phối tại thị trường Việt Nam mình, từ công ty ICS Taiwan. Lồng này thì nó là chân 32, nó sẽ thích hợp cho anh em đi Vindom nha anh em. Vindom cộng 4 trở lên, Vindom cộng 4 đi thớt rồi này kia, ok nha anh em. Còn ví dụ anh em nào mà đi Vin thì mình phải hạ chân xuống nha anh em, hạ chân xuống còn 29 hoặc 27. Mình hạ chân được bình thường thoải mái nha. Lồng kiến hiện tại Việt Nam mình là mình muốn hạ tháp đuôi gì làm anh em thợ tiện là làm vô tư nha anh em. Lồng này thì chất lượng miễn bàn rồi, giá thì shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán là 3 triệu một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Anh em ở xa thì cứ có nổ tài khoản hoặc là chuyển cọc trước em sẽ gửi hàng nha anh em. Còn anh em ở gần thì cứ ghé tiệm em qua số qua cái địa chỉ là E1/46 đường Thới Hòa ha. Hàng có sẵn tại shop phụ tùng xe máy của Thắng mình. Anh em nào có nhu cầu cứ alo em nha. Hàng chính hãng ICS nha. Lớp kiến cực kỳ ok và chất lượng. Lồng này thì hầu như là tất cả những cái xe độ, xe đôn hoặc là những cái do xe tại thị trường Việt Nam mình á, những lò lớn, lò nhỏ gì ai cũng tin dùng cái sản phẩm này. Vì chất lượng nó rất là quá là ok. Và nó nằm cái thương hiệu này nó bán qua thị trường Việt Nam mình tồn tại cũng khá là lâu rồi. Ai cũng có thể sử dụng được và rất là quen thuộc. Lồng này rất là bền nha anh em, bền bỉ. Rồi cứ giá thì giá hiện tại thì tại shop của tổng xe máy Thắng mình nó lồng ICS nó có dành cho 135-150, một số mình sẽ có bán rất là nhiều size 57 nè, 62 nè, 65 nè, 68 nè. Đó. Thì cái lồng này nó cũng có theo thời giá nha anh em. Có nghĩa là tùy theo cái nhu cầu thị trường và tùy theo cái tỷ giá ngoại tệ giữa tiền Việt Nam mình và cái tiền bên nước ngoài, thì hoặc là tiền vận chuyển thì nó có thể gọi là xê xích giá cả, nó không phải là nhích. Thì giá hiện tại mình đăng clip này á là ngày 5/2/2021 này, thì mình báo cho anh em là cái lồng kiến ICS trái 68 chân 32 này mình bán là 3 triệu một bộ nha anh em. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332. Giá này là giá bán lẻ nha, có giá tốt cho anh em thầy thợ ha. Còn cái chuyện mà anh em mà thầy thợ hay không là mình nhìn là biết liền nha anh em. Giá của thầy thợ có giá khác nha.